Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình mà một số cây ha. Cây này là cây mận. À, cây mận nha anh chị. Mận An Phước, cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Với còn một cây dâu Hạ Châu, một cây chôm chôm Thái. Đây, cây chôm chôm Thái rất là khủng luôn. Đó, một cây chôm chôm Thái ha. Một cây này là cây cây sung cực kỳ quái luôn. Rồi bông bụp. À, bông bụp Đà Lạt nè, cây ghim luôn ha, bông cực kỳ đẹp. Rồi cây táo, đổi được một cây thị thơm ha, cây này quá là đẹp luôn nè anh chị, thị thơm quái luôn nè. Rồi cây dâu tầm ăn, một cây vú sữa này, tùm lum cây ha, giới thiệu sơ cho mình biết trước ha. Rồi đầu tiên là cây mận An Phước, cây này đâm chồi sống khỏe nha anh chị. Thì một số này báo lên chị luôn, giống như một số mặt bên đây á, nó không có chồi á, nó bị bể nè, nè nó hai mặt nè. Có thấy em thấy em chỉ ha, đây nè. Nhưng mà cái này về cô chú vậy về ăn chơi ăn trái không được ha. Đó, về là ra trái chơi nha anh chị. Rồi mã số đầu tiên là 130. Rồi, đậu hoành luôn em ơi. Cái mặt nó gì nè. Già cây lắm này. Hoành 68. Hoành 68. Chiều cao 59. Chiều cao 59. Đường kính bầu 46. Đường kính bầu 46. Rồi cái này em để rẻ anh chị 1,2 triệu thôi. À, bao ship tặng nhà luôn, 1,2 triệu. Tiếp theo là cây bông bụp Đà Lạt. Đó, bông bụp Đà Lạt á, hoa nè anh chị. Hoa đỏ đậm ha, bự đẹp lắm ha, nhiều cánh nè. Đó, cái này nữa em ốp giấy vô, mấy cái nhánh này nó có gãy sơ sơ, anh chị thông cảm nha. Này báo mình luôn để anh biết mình đồng ý mua thì ha. Chứ tới nơi anh chị kêu ôi gãy nhánh nhỏ rồi, phải bớt tiền tôi mới nhận. Rồi không cho thì thôi hoàng về, cũng tội em lắm nha anh chị. Mình báo trước hết trơn cho anh chị rồi. Tại vì cây này bứng em để tàn gì cho anh chị thấy ha. Nó ốp vô gì nè, nó cũng dập một số thôi. Đó, một số còn. Mã số 131. 131. Củ bành kia nè, cắt bonsai cũng đẹp nè. Hoành củ 26. Hoành củ 26 nha anh chị. Đó, hoành củ 26. Chiều cao. Chiều cao 1m37. Chiều cao 1m37. Đường kính bầu 32. Đường kính bầu 32. Này cái bông bụp Đà Lạt nha anh chị. Đó, bông rất là đẹp. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 nha. Bao ship tặng nhà cho mình luôn ha, 850 ngàn. Rồi tiếp theo là cây táo nha anh chị. Này cây đâm chồi sống khỏe ha. Cái này nữa khi vận chuyển em cắt lại bớt nha anh chị. Này báo mình luôn để mình tiện. Cái gì mình cũng báo trước cho nhau cho nó dễ ha. Khi mà nhận hàng nó dễ ha. Cắt bớt nè. À, cây đâm chồi vú chồi hết rồi. Mã số 132. Hoành 26. Hoành 26. Chiều cao 39. Chiều cao 39, em đo thử cái củ rồi. À, củ nguyên củ đặc luôn. Cái củ 50. Củ 52. Rồi quay thử một vòng. À, rất là đẹp luôn. 132. Rồi cây táo này giao lưu với cô chú anh chị mình là 950 rồi. Bao ship tặng nhà luôn ha, 950 ngàn. Đây là mấy nhánh củ ngày xưa thôi anh chị. Đây cũng vậy ha, 950 ngàn. Bao ship cho mình luôn cây táo. Rồi tiếp theo là cây dâu. Dâu tầm ăn nha anh chị. Có trái luôn nè. Mới tàn à. Dâu tầm ăn ha, trái rất là đẹp luôn. Này nó có cái mặt cũ ngày xưa, lũa cứng luôn. Cốt đặc khá là đẹp ha. 133. Mấy cây này mới bứng không nghe chị, em mới bứng không à. Ừ, nguyên cái củ sát đế rồi. Hoành sát của đế là 60. Hoành sát của đế là 60. Chiều cao 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu 40. Đường kính bầu 40. Cây này bự dữ lắm, to nghe chị. Đó, vô tầm này nữa ra trái là bao đẹp luôn. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,700,000 ha. Bao ship cho mình luôn. 133. Rồi tiếp theo 134. Đây là cây vú sữa lò gàn nha anh chị. Ha. Cái này một cốt nè. Này mới bứng về luôn nha anh chị. Này em mới bứng không ha. Hoành 27. Hoành 27. Chiều cao 81. Đường kính bầu 27. Đường kính bầu 27. Rồi cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 rồi. 450 ngàn, bao ship luôn, hữu nghị thôi. Đó, cây vú sữa lò gàn. Rồi tiếp theo là cây thị thơm ha anh chị. Đó, cây thị thơm. Trái thị đó anh chị ơi. Đó, mà cái này là thị gừng ha, không phải thị ta. Đó, nhưng mà cái trái cũng giống vậy ha. Nhưng mà cái loại này ha, là nó cực kỳ quái nha. Đó, cực kỳ quái. Này, em cũng mua người ta lợi nè chị con. Cái bầu còn nguyên ha, cái này loại này dễ sống ha. Về mình vũ bầu ra mình trồng cát ha, cũng được nha anh chị. Tổng hoành 22. Nè, tươi gói ha. Chiều cao 25. Đây nó muốn nhú nách đây nè anh chị. Đường kính bầu 22. Đó. Cây cực kỳ quái nha anh chị.
Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 800.000 nha, bao ship tặng nhà. 800.000 bao ship. Rồi tiếp theo là cây cần thăng nghe cô chú anh chị. Cần thăng 136. Quả quái luôn. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 20. Rồi cây này để rẻ cô chú anh chị mình là 250 luôn. Đó, cực kỳ mềm luôn. 250.000 ba ship. Rồi tiếp theo là cây sung. Đó, cây này là em bao đẹp. Bao quái luôn nè, sung lá nè. Đó, lá này cũng rất nhỏ anh chị. Mà cây này cực kỳ quái nha. Rồi, đâu hoành đi, đâu hoành eo chỗ này cái, rồi đâu hoành trên đây cái. Hoành 59. Hoành 59, nguyên cục trên này coi. Biết cái quái luôn nha anh chị. Cục đây là 94. Đó, hào hào thôi nha. Chiều cao 49. Chiều cao 49. Đường cái cầu 42. Đó, cây sung nha anh chị. Cực kỳ quái. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị là 1.900.000, bao ship tặng nhà luôn ha. Cây sung này quái lắm anh chị. 1.900.000 ha. Quá trời quái luôn. Rồi tiếp theo là cây chôm chôm Thái nha anh chị. Một cây duy nhất luôn. Cây quá trời nó khủng bố, nó nặng anh chị ơi. Ha. Chôm chôm Thái. À, 138. Khi về nặng quá nó có chạy chạy trên đây nha anh chị. Đó cái bầu đó nè. Khủng bố luôn. Không biết này nữa ship nặng dữ lắm, tiền ship này chắc cũng căng lắm nha anh chị. Em báo giá cái này là em bao ship cho mình. Nên chị biết tiền ship cây này cực kỳ nặng ha. Hoành 87. Hoành 87 nha anh chị. 90 hoành vậy đó. Bài tới với đó là mét rưỡi mà hút chắc cỡ gần 2 mét. Đường kính bầu ơi. Đường kính bầu 77. Đường kính bầu 77 đó. Tới đó đúng là nếu mà chiều bay từ đó tới cái đích là gần 2 mét. Đường kính bầu 77 nha. Ồ, cây chôm chôm Thái nha anh chị. Nào chưa có con cây chơi cây thử anh chị ơi. Đó, cây này khủng lắm nè. Chôm chôm Thái. Rồi cây này thì nói chung là em giao lưu hữu nghị cho mình luôn là 2.900.000, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, 2.900.000 ha. Cái này tiền ship cùng cả triệu bạc nha anh chị, nó thật sự cho mình luôn đó. 2.900.000 em bao ship. Quá khứ cái cây này. Rồi tiếp theo là cây dâu Hạ Châu. Cây này cũng mới bứng nha anh chị. Quá trời nó khủng bố. Tại ham ham bứng mấy cái bự, viết nặng quá nặng anh chị ơi. À, tiền ship bưu điện Viettel ăn hết trơn luôn. Thật sự tại em bán em bao ship đó. Nó không có lời bao nhiêu mà ship ăn hết à. Hoành 77. Chiều cao 1m36. Đường kính bầu 61. Rồi mã số em 139. Rồi cây này thì em để rẻ của chú anh chị luôn. Đó, cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000 bao ship. Đó, cái này em bao ship luôn anh chị. Cây rất là nặng ha, tiền ship thật sự là rất là cao. Còn bao ship anh chị 1.800.000 bao ship ha. Quay sơ bên đây cho anh chị. Rồi tiếp theo dừa sim lùng anh chị. Đây. Đó, đâm tược rồi. Đó, về cái để dừa cũng khá là dễ sống ha. Còn có hai cây duy nhất luôn chị ơi. Đó. Còn hai cây duy nhất, đâm chồi quá luôn. Hoành 45. Hoành 45. Chiều cao 92. Chiều cao 92. Đó, chị nào vô chậu chơi cũng được, hoặc là mình để dưới sân nhà mình cũng được ha. Giá cực kỳ mềm, 550 bao ship 140. Quá mềm luôn chị ơi. 550.000 bao ship cây dừa sim lùng. Rồi tiếp theo. 141. Còn hai cây thôi anh chị ơi. Nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Dừa sim lùng ha. Hoành 56. Hoành 56. Chiều cao 1m02. Chiều cao 1m02. Bầu 37. Rồi em để cũng 550 thôi, em bao ship tặng nhà cho cô chú mình, anh chị mình luôn ha. Nào muốn vô xuống đất chơi xuống đất, hoặc là vô chậu mình chơi ha. Dừa sim lùng, mã số là 141, 550.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô cây nổ với cây phát tài. Nổ tài luôn anh chị ơi. Anh chị nào mua hai cây này về cái là tài lộc nó nổ luôn nha anh chị. Đó, vô nhà luôn ha. Đó, này cây nổ ha, trái màu trắng rất là đẹp ha. Nè, anh chị coi nè, củ xù dữ dằn luôn ha. Rồi, đo nguyên củ ơi. Còn nó xù luôn nghe cô chú anh chị. Hàng khủng ha. Quanh củ cái này là 93. Quanh củ 93. Quá khủng luôn anh chị ơi. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 45.
đường kính bầu 45. Này có cái mấy nhánh nó bị lâu quá á chị, nó bị lửa ha. Bên đây thôi ha, còn củ dưới này không gì chân à. Đó, củ này củ đắt luôn á trời. Nó già anh chị coi nè. Nổ ra trái trắng, nổ trái trắng nha anh chị. Củ này quá khủng luôn ha. Mã số là 40. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị. Cái này nó như giống bị mối á anh chị. Đó, tại nó cây nó bự lắm bự rồi. Này về chị làm cắt gọn lại ha. Này gặp em cắt gọn lại. Thun gọn lại ha. Chơi cây trực trong này ha. Là tuyệt đẹp luôn chị này, chịu về về làm lại ha. Xịt rửa làm lại là bao đẹp nha anh chị. Rồi cái này 1,5 triệu bao ship tặng nhà. Mã số 40 nha anh chị. Rồi tiếp theo, cây nổ nữa nha anh chị. Mã số 41, cây này cũng đẹp lắm ha. Cụ chà bá luôn. Cây này bự lắm bự nha anh chị. Khủng à. Quanh 66. Ủa cây này. Này chơi bonsai đẹp lắm. Ồ cây này cắt lùng lực đây nè anh chị. Ha, tán đây nè. Khoan để quay để đây nè. Chỗ này nha anh chị, tại nãy em quên cắt nữa ha. Đây, chị cắt chỗ này nè. Ha, lấy này đằng đọt lại nè. Đó, cắt này bỏ nè ha. Hình phong vào đây. Cái này, đó, chi 1, chi 2. Cây khá là khủng đó, quay sơ. Này chị chịu quên chịu làm lại đàng hoàng ha. Là đẹp chủ dân đẹp lắm đó anh chị. Cái này chịu làm lại nó xù đẹp cực kỳ, cắt lại là lên cây lắm nha anh chị. Này chịu cắt lại là lên cây lắm. Cây này cũng 1,5 triệu anh chị, mã số 41 ha. Rồi tiếp theo là cây phát tài nha. Phát tài sọc giữa vàng nha anh chị. Đây nè, sọc giữa vàng như thế này nè. Đó, cây rất là đẹp ha. Nè nè, nó ra nhú nhú trò vàng chị coi nè ha, chứ không phải sọc xanh ha. Này sọc vàng nha anh chị, nó mới đẹp nha. Đó, này là cái này chừng nữa cây này em có ship thì em cắt ngang đây nha anh chị, tại để cái lá cho anh chị coi ha. Nè, đâm đọt này. Mã số là 42, phát tài sọc giữa vàng ha, sọc vàng đó. Nguyên cái củ rồi. Quanh củ 65. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 43. Rồi cây phát tài sọc này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,5 triệu nha, bao ship tặng nhà mình luôn, 1,5 triệu. Rồi tiếp theo 43, này nữa em cắt cái đọt bỏ nha chị, cắt ngang đây ha. Nè, cũ dữ lắm nè. Quá trời cũ luôn. Phát tài sọc vàng nha anh chị. Em đo cái đo cái thăng này thử coi bao nhiêu. Hoành thăng này là 29. Rồi nguyên cụm luôn. Dính nhau hết trơn nha anh chị. Nguyên cụm dính nhau luôn, bể đặt luôn nè. Tổng hoành 76. Tổng hoành 76. Chiều cao 60. Chiều cao 60. Đường kính bầu 38. Đường kính bầu 38. Rồi cây này 800.000 thôi chị, bao ship tặng nhà luôn. Mã số 43, phát tài sọc vàng nha. Rồi tiếp theo, cái này cũng sọc vàng luôn nha anh chị. Nha. Trời ơi, đồng ghế gà ào 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 luôn trời. Rồi này dễ ha. Đây là tâm lên 3 nhánh. Đây cái nhánh cũ là không gì nha anh chị. Nha, rồi giờ chị cắt lại ha. Một cốt luôn. Quanh 42. Chiều cao 74. Chiều cao 74. Đường kính bầu 29. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi để cô chú anh chị mình là 900.000 thôi, bao ship luôn. Mã số 44, phát tài sọc vàng nha. Rồi tiếp theo, cặp phát tài sọc vàng luôn anh chị. Nữa em có ship thì em có cắt lại bớt anh chị. Tại này lá không à. Thứ hai cây này nó bị bể bên, hư bên. Đó, rồi quay. Đó, cây này cái thằng nằm. Này để rẻ của chú anh chị luôn ha. Sọc vàng trơn nha anh chị. Nè. Bao ship cho mình luôn ha. Về mình làm lại vô chậu rất là đẹp. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 27. Đường kính bầu 18. Rồi, hai cây này em giao lưu với cô chú chị 250 thôi. Bao ship luôn. Phát tài nha, sọc vàng. Nó cũng khá hiếm nha, sọc vàng kiếm cây cũng khá hiếm nha chị. Đây cũng cần Lucky Lê Kim Mai nha chị. Dáng tay luôn, khá là đẹp luôn nè. 436. Tại mấy cây này nặng quá em kiêng lên không nổi luôn anh chị. Quanh 53. Quanh 53. Cành bay 80. Cành bay 80. Đường kính bầu 50. Đường kính bầu 50. Quay mặt đây cho cô chú chị xem mình. Này dáng bay đẹp nè. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình 2 triệu ha. 436, bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây quái lắm nha chị. Lê Kim Ma hay rồi cái trứng gà đó.
Rồi tiếp theo cũng là cây lê kim ma ha chị, cây trứng gà 437. Để đấy quá trời luôn. Quanh 57. Quanh 57. Chiều cao 72. Chiều cao 72. Đường kính bầu 55. Đường kính bầu 55. Cây này cũng khá đẹp nha chị, chẳng bay ra. Nó bể được. Thôi. Để quay một con đây chị xem. Đó. Y vậy thôi ha. Tại mấy cây này nặng khi không nổi chị. Mã số là 437, cây này giao luôn chị 2,2 triệu ha. Bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cây khá đẹp anh chị. Tiếp theo đây cũng là cây lê kim ma anh chị. Dáng thú nằm. Đó. 438. Nằm dài vậy ha. 438. Quanh 41. Quanh 41. Chiều cao 52. Chiều cao 52. Đường kính bầu 60. Đường kính bầu 60. Cây khá là đẹp. Rồi quay mặt bên đây nha. 438. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị 1,8 triệu thôi. Để hữu nghị mình luôn. Bao ship tặng nhà luôn. Giá cực kỳ mềm luôn chị. 1,8 triệu. Rồi tiếp theo là cây sơ ghi nha chị. Cây này một cốt lắc khá đẹp. 439. Mấy cây này mới bứng không nha cô chú anh chị. Cũng quá trời to luôn. Cây rất là to. Quanh 53. Quanh 53. Chiều cao 1m15. Đường kính bầu 47. Cây rất là đẹp nha chị. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1,7 triệu thôi anh chị ơi. Cây đẹp ha, một cốt đẹp 1,7 triệu. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Cây seri ha, trái ăn ngọt ngọt chua chua rất là đẹp. Cây seri, cây này dáng bay nha cô chú anh chị. Đó. Dáng bay cũng khá là quái. Này nó bị chày với gì đây nè chị. Cốc cốc chưa đó. Có cái nhánh chỗ này nè. Cũng như cái nhánh này nó bị hư chỗ này miếng nè, nè nè. Này. Có là em báo. Hư miếng. Rồi, đâu quạnh. Mã số 441. 441. Quạnh 59. Quạnh 59. Có cho lỗi cho đó nên để ghẻ anh chị chơi. Cành 396. Đường kính bầu 53. Rồi cây 441 này, cây này để anh chị chịu gửi thôi. Bao ship luôn chị ơi. 1,500,000 ha. Bao ship tặng nhà cho mình. Cây này dáng bay khá là đẹp. Cây seri ha anh chị. Seri dễ sống lắm nha anh chị. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình cái lô seri ha. Đó, cây cũng khá là to nha cô chú anh chị. Cây này lớp da nó gì này nghe anh chị, báo anh chị ha. Đó, nó già, nó già, nó xù xù ha. À, cốt trong nó bị có lỗi ha. Đó, nè, lỗi gì. Đó, nó có lỗi, lỗi đen đen. Nó già dữ lắm, nó già luôn. Chị coi nó già. Cây này già lắm nghe anh chị, ha. Lớp da, lớp da già xù luôn ha. Nè, xanh bình thường nghe anh chị, nè em cạo cho anh chị xem ha. Nè, cái lớp da nó già nó xù vậy thôi, còn chừa mấy nhánh cho chị coi nữa nè. Cây này già dữ lắm, già luôn. Rồi, rồi tổng quanh mã số A1. Già nè. Quanh 60. Quanh 60 nha cô chú anh chị. Chiều cao 1m07. Chiều cao 1m07. Đường kính bầu 49, mã số A1 nha cô chú anh chị. Cây seri. Đó. Trái ăn ngọt ngọt chua chua nha anh chị. Đó. Cây cũng khá là đẹp ha. Cây này bị chảy đây miếng anh chị. Thì gì vận chuyển á, chị coi nè. Cây này bị chảy đó ha. Đẹp lắm già luôn. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình 1,900,000 thôi. Bao ship tặng nhà luôn, 1,900,000. Cây seri mã số A1. Rồi tiếp theo, mã số A2 nha cô chú anh chị. Cũng là cây seri luôn. Ha. Cây này già giống già luôn ha chị. Nè cũng giống như cây nãy, cái da nó già vậy ha. Cái lỗi cây nó gì nè nghe chị. Đây bình thường nè, cắt cạo chị xem ha. Ha. Xanh bình thường ha, tại cái lỗi như vậy ha. Cô quay chị xem luôn. Lớp da đây cũng gì nè coi nè. Đó. Cạo xanh bình thường nha chị. Cái này mới bứng ha. Em mới bứng về luôn á. Quanh 56, chiều cao 1m16. Quanh 56, chiều cao 1m16. Đường kính bầu 54.
đường kính bầu 54. Đó. Cây này cũng khủng lắm nha cô chú anh chị. Dạ nó già. Mã số A2. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.200.000 ha. Bao ship tặng nhà luôn. Cây series ha. 321. Cây series ha. Cò quái rất là đẹp. Quanh 10. Quanh 10. Chiều cao 37. Chiều cao 37. Mã số 321. Rồi cái này 300.000 em bao ship. 321. 322. 322. Mấy cây này cũng nhú chồi đó anh chị. Kéo sẹo đậu chân. Quanh 10 rưỡi. Chiều cao 27. Cái này nó có chạy cái này miếng anh chị. Nhú chồi kéo sẹo nè cái đầu. Kéo hết trơn. Củ đế vô dưới luôn. Rồi cái này cho luôn chị cũng 300.000 bao ship tặng nhà luôn ha. 323. 323. Cò quái luôn. Quanh 10. Chiều cao 35. Rồi cũng 300.000. 323. 324. Quanh 10. Chiều cao 23. Rồi cũng 300.000 bao ship. 324. 325. Cò quái luôn. Cây series nha chị. Quanh 11. Chiều cao 23. Rồi cái này cũng 300.000. 325. 326. Ồ cái này to nha chị. Đổ đẹp luôn. Quanh 15. Cành bay 23. Rồi cái này 400.000. 327. 327. Quanh 10. Chiều cao 35. Rồi cái này 300.000. 327. 328. 328. Ồ, cổ quá nha. Quanh 8.5. Chiều cao 23. 328. Rồi cũng 300.000. 329. 329. Quanh 11. Chiều cao 18. Rồi cũng 300.000. 329. 330. Ồ cây này quái nè. Quanh 13. Cành bay 29. Rồi cây này 350 anh chị. Bao ship tặng nhà. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha. Bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn.
mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha. Loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha anh chị. Này rất là dày nha anh chị. Nè, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cỏi cần lấy giấy nhôm ha. Này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về, hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Cái này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, làm gồm là 8 cây đục. Đó, bao bén nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng loại này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. Không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cái cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe của chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mất nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe của chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe của anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bán nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe của anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình.
đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị, cây rất là chất lượng đẹp luôn đó. Đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè, đây đó. Đó, hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc, bịch này là nửa ký 500g đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị đó. Này mình ít thì mình muỗng cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước, muỗng cà phê đầy á mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha cô chú anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M gia tôi nít nhiều nghe cô chú anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá à, lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nghe cô chú anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha.